Rất là khó khăn cho Hà Anh Tuấn khi phải chọn ra bài hát đầu tiên, món quà đầu tiên để tặng cho tất cả các bạn. Khi mà lên cái list 10 bài hát, 10 món quà đặc biệt countdown cho cái đêm concert của mình ấy, Tuấn thấy bài nào cũng xứng đáng là làm bài đầu tiên cả, bởi vì mỗi bài nó có một cảm xúc riêng biệt và rất là khác nhau. Hơi lý tính một chút, Tuấn sẽ chọn một cái mashup hai bài hát của cùng một nhạc sĩ, mà người nhạc sĩ này Tuấn xem là một người ơn của mình. Các bạn còn nhớ là khi vừa bước chân ra khỏi Sao Mai Điểm Hẹn, cái áp lực rất là lớn. Nó lớn từ cái chuyện là mình là một gương mặt được yêu mến này, và một gương mặt mới tinh của làng âm nhạc Việt Nam. Cũng may mắn là thời đó Hà Anh Tuấn chưa có cái thói quen lên đọc những cái comment của người hâm mộ trên mạng, bởi vì sau đó thì thấy kể cả khen chê gì nó rất là kinh khủng. Thế nhưng mà ngay trong cái tâm bão đó thì cái người nhạc sĩ này đã lôi Hà Anh Tuấn ra và cho Hà Anh Tuấn uống một ly cà phê. Và sau này Tuấn cứ biết ơn cái ly cà phê hoài, bởi vì nó giúp cho Tuấn bình tâm, tỉnh táo, biết được chính xác con đường mình đi là gì. Và quan trọng hơn hết, cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên ấy đã tạo nên một thương hiệu rất là vững chắc cho Hà Anh Tuấn. Chắc tất cả mọi người và tất cả các bạn yêu mến đã đoán ra được đó là nhạc sĩ Võ Thiên Thanh. Và xin được gửi tặng một món quà đặc biệt, cũng xin được tặng lại tất cả mọi người một cái ly cà phê vào buổi sáng rất đậm đặc, rất là mùi vị rất là khó quên, chỉ dành cho những người đã nghiện, đã lỡ nghiện rồi. Đó là mashup của buổi sáng ở CL Cafe và Espresso. Ánh nắng mai chiều qua phố đông người giọt nắng như búa bên ly cà phê. Mơ màng mong chờ em tới, bình hoa sáng nay bỗng như khác hơn, khẽ rung lên như là môi đang cười. Ngồi đợi em cà phê mùa sáng, nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn. Vòng ngoài kia dường như ngày cũng thênh thang đón chào theo từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê mùa sáng, dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên dường ra tôi yêu si. Espresso, dăm ba người đang ngồi xem bao. Bài ca sáng nay cũng nghe khác hơn. Ai đang nhìn anh mỉm cười? Ngồi đợi em cà phê một sớm. Nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn. Vòng ngoài kia dường như ngày cũng thênh thang đón chào theo từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê một sớm. Dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lễ bình yên dừng ra tôi. Mùa thu vàng trong đầy cơm, em như giọt nắng vàng long lanh đôi mắt em nhìn anh. Mùa sớm anh ngồi mơ màng, mùi hương thơm đắm say như bao ngày nắng dài trong đầy cơm, như mưa ngàn suối động lòng lành trong khói hương tỏa bay. Sớm anh ngồi yên lặng, lòng bâng khuâng nhớ ai. Khi đi xa anh mang nỗi nhớ, nụ hôn thầm thầm dịu dàng nồng nàn một sớm, nụ cười rõ ràng bạn bè ngồi quanh với ly espresso, màu mắt long lanh. Đường phố thêm mơ màng espresso, cuộc sống mới tuyệt vời cất cao dâng tràn. Nát na na, nát na na espresso, màu mắt long lanh vàng espresso, đường phố thêm.
đẹp hơn. Và ngoài kia dường như ngày cũng thênh thang đón chào theo từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê một sớm, dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên dừng giữa tay yêu xinh yêu. Cà phê một sớm, dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên dường dưng.